Chào các bạn đã quay lại với loạt bài hướng dẫn về Java cơ bản. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các bài tập về lớp và hướng đối tượng. Thì trước khi mình đi vào bài tập chính thức thì mình sẽ nói lại một chút xíu về cái lớp là gì. Như vậy bạn chỉ cần nhớ cho mình lớp là một cái cách để chúng ta phân loại các cái đối tượng mà có một đặc điểm nói chung. Ví dụ như chúng ta sinh viên thì chúng ta có thể có nhiều sinh viên. Sinh viên có thể là nhiều từ nhiều vùng miền khác nhau, có thể nhiều cá tính khác nhau. Tuy nhiên là khi muốn quản lý sinh viên thì mình chỉ cần lấy ra những cái đặc điểm nào chung nhất, ví dụ như là họ và tên này, quê quán này, đúng không ạ? Và có thể là điểm. Tuy nhiên là còn rất là nhiều cái thuộc tính khác nhưng mà chúng ta không quan tâm. Như vậy thì tùy vào những bài toán cụ thể mà cái lớp này mình sẽ thu gom những cái đặc điểm nào để mình đưa vào các cái thuộc tính của lớp đó. Đó là mình nói sơ như vậy. Khi mà các bạn đi làm thì người ta sẽ căn cứ vào cái sơ đồ lớp này. Khi mà người ta phân tích ra xong thì đến cái khâu mà phân tích cuối cùng thì người ta sẽ ra được cái sơ đồ lớp như thế này. Là cái phần đầu tiên đó chính là tên. Cái phần tiếp theo, các cái ô tiếp theo, người ta sẽ ghi là các cái thuộc tính. Thì các cái thuộc tính này là thường là những danh từ nha các bạn. Còn cái thứ ba đó chính là các cái phương thức, hay còn gọi là các cái hành vi. Thì ở đây là một cái lớp nha, một cái lớp. Thì cái lớp mà ở đây, đây cái sơ đồ này người ta gọi là sơ đồ UML. Và các bạn chú ý giùm mình là nếu mà trước những các thành phần của lớp mà ví dụ như là thuộc tính hay là phương thức mà nó có các cái dấu trừ hoặc dấu cộng thì nó có ý của nó đấy. Ví dụ như là ở đây có dấu trừ có nghĩa là private, cái access modifier của nó là private, có nghĩa là nó chỉ được có quyền truy cập ở trong class này thôi. Còn giả sử ở đây có dấu cộng thì có nghĩa là public, public thì có thể là truy cập ở mọi nơi. Còn có một loại dấu nữa đó chính là dấu thăng. Dấu thăng có nghĩa là protected, mặc định của Java, có nghĩa là bạn không có gõ cứ access modifier nào nhưng mà nó sẽ default, nó chính là protected. Và phạm vi của protected là được truy cập ở trong một gói và là một packet. Để các bạn đợi lâu, mình sẽ vào cái bài tập số 1 nhé. Đây là tổng hợp những bài tập về lớp và đối tượng. Thì chúng ta sẽ đi bài thứ nhất. Để dễ thì chúng ta sẽ copy cái này. Tạo một project mới tại NetBeans. Bạn sẽ mở ra mà tạo một cái project mới. Bạn chọn dùng mình Gradle nhé. Nghĩa là bài tập về class. Bạn có thể lưu ở một cái thư mục nào đó bạn chỉ định đến nhé. Thì khi bạn tạo một cái project, Java sẽ tạo sẵn cho bạn một cái class gọi là class main. Class này sẽ được lưu trong một cái thư mục. Cái thư mục đó chính là source main Java, và trong này có một bài tập về Java. Bạn có thể là tạo những package khác. Để làm bài số 1 thì mình có thể tạo một cái package tên là bài tập 1 đi ha. Trong bài tập 1 thì mình tạo một cái lớp. Thì bây giờ giả sử mình tạo mà chưa đặt tên ấy, thì các bạn chú ý cho mình là mình bấm cái chỗ này refactor và rename thì nó sẽ tự động đổi những cái nơi liên quan đến cái tên này. Nhưng mà mình ghi là hình chữ nhật các bạn nhé. Mình bấm refactor sẽ đổi những nơi liên quan, các bạn thấy không, ngay lập tức phía trong này cũng đổi. Bây giờ mình sẽ ghi chú cái bài tập vào đây. Vậy thì viết hình chữ nhật gồm có như vậy các bạn sẽ refactor như này cho mình nhé. Viết tên là chữ hình chữ nhật, tên class thì viết hoa nhé. Yêu cầu chiều dài, chiều rộng. Và chiều dài, chiều rộng thì các bạn có thể là nhập vào double cũng được, hoặc là in ha. Thì bây giờ mình khai báo là double đi. Các bạn nhấn control khoảng trắng, mình nó sẽ gợi ý nè. Double là dài nè, chấm phẩy nè, phẩy và rộng. Ví dụ như là chúng ta có cùng kiểu dữ liệu thì mình khai báo như thế này luôn ha. Phương thức thiết lập set và get để mình chỉ các bạn cách làm nhanh. Để viết thì các bạn chỉ cần viết là get như thế này nè. Nhấn control khoảng trắng ra. Thì nó sẽ gợi ý, gọi là tự động generate ra. Thì nó generate ra rồi thì bạn sẽ get dài mà, thì nó sẽ return ra thôi. Nó sẽ đẩy cái chiều dài ra. Tại vì ở đây thường thì dữ liệu mình nên để private, nhớ nhé. Và ở ngoài lớp này thì sẽ không thể nào truy cập được vào hai cái thuộc tính này. Cho nên bạn muốn truy cập vào bạn phải thông qua một cái hàm nha. Rồi đây là hàm get nè, lấy ra chiều dài, và hàm get lấy ra chiều rộng như vậy ha. Mình gõ chữ get nè, cần nó khoảng trắng ra chứ, get rộng nè, nó tự động return, các bạn thấy rất là nhanh. Và nếu không nữa thì còn một cách, đó là bạn click chuột phải, bạn chọn là insert code chưa, bạn chọn là getter hoặc là setter. Ở đây mình vào get rồi cho nên là nó ở trong này mình không gợi ý nữa, chúng ta sẽ có setter. Bạn chọn hết như thế này thì tự động nó generate ra cho bạn, rất là nhanh đúng không ạ? Hoặc là bạn dùng bạn có thể nhấn Alt Insert ở trong Windows nhé.
Như vậy thì rất là nhanh chóng bạn đã lấy ra được ha. Lấy để các chú ý nhé, cái này là chỉ là return thôi, còn set vào thì bạn phải có dữ liệu ở đây để bạn set vào nhé. Phương thức tính diện tích chu vi, tính diện tích chu vi thì tại vì dữ liệu của mình là double cho nên là mình phải viết một phương thức là tính diện tích, được chưa? Double này mình ghi là diện tích. Nhớ là đối với những cái tên phương thức thì các bạn nên là gõ là chữ đầu tiên là thường nhá, đóng mở ngoặc này. Get diện tích thì mình muốn tính diện tích ấy, thì mình làm gì? Ở đây mình có thể là mình không cần truyền vào, thì mình lấy trực tiếp dữ liệu mình làm luôn được. Thì muốn tính diện tích của hình chữ nhật thì mình sẽ lấy là return dài nhân với rộng. Xong tiếp tục bạn muốn lấy chu vi đúng không ạ? Có chu vi luôn, thế thì bạn cũng làm một cái hàm mà tại vì bạn hoàn toàn đang nằm trong class này thì bạn hoàn toàn có thể truy cập đến được cái dữ liệu của đối tượng cho nên bạn không cần phải dùng get ra để lấy ha. Bạn sẽ chu vi thì bằng dài cộng rộng nhân 2 đúng không? Mình sẽ return ra nhân 2. Đấy. Chúng ta được ba hàm tính chu vi rồi. Phương thức toString. Như vậy thì để mình nhắc luôn các bạn là một cái hàm trong Java thì trong Java gọi là có một cái hàm gốc, đó chính là mọi đối tượng đều có thừa kế một cái class gốc, đó chính là class object của Java, cho nên là đã có sẵn một cái hàm gọi là hàm toString. Như vậy thì các bạn thử mình chưa làm cái toString nhé, để mình gợi ý nói cho bạn hiểu. Thế thì bây giờ mình sẽ vào bài tập 1 ha. Đây, mình sẽ tạo một cái lớp gọi là lớp test nhé. Bây giờ mình sẽ tạo một cho bạn xem một cái lớp test. Thì sẽ đặt nó là test. Trong cái lớp test này thì mình sẽ khai báo này. Các bạn viết tắt là public static void main, nhấn phím tab tự động ra này. Đầu tiên là mình có một lớp gọi là hình chữ nhật rồi đúng không? Mình coi nó là một kiểu dữ liệu hình chữ nhật. Vậy thì mình phải khai báo là gõ cái từ đầu và nhấn control khoảng trắng. Rồi các bạn khai báo là hc1 đi ha, bằng new. Các bạn nhớ dùng mình cái toán từ new và nhấn control khoảng trắng ha. Gợi ý cho mình như vậy. Sau khi mình khởi tạo được một cái hình chữ nhật rồi thì mình chưa gán cho nó thì nó sẽ là rỗng, chưa có gì. HC1 chấm, nếu ví dụ mình lấy HC1 chấm dài đi, nó sẽ báo lỗi này, đúng không? Như vậy HC1 phải là có hàm get. Và sở dĩ chúng ta chấm dài không được là tại vì chúng ta dài là một cái thuộc tính mà nó đang là private cho nên mình không truy cập được, mình khác lớp rồi. Cho nên mình phải thông qua một cái hàm test dài, sẽ dài thế chưa? Mình sẽ điền vào luôn con số nhá. Rồi, hc1.set rộng. Thực ra thì bạn cũng có thể viết một cái hàm mà set cả dài cả rộng luôn, đó chính là constructor, mình sẽ nói sau các bạn. Mình set xong rồi thì có thể là mình lấy ra, mình in ra chẳng hạn. Thì ở đây đề đang yêu cầu mình là xây dựng phương thức đây. Xây dựng lớp chứa hàm main cho phần kiểm nghiệm này. Xây dựng lớp chứa hàm main này cho phần dài rộng có thể nhập từ bàn phím. Đó. Có thể ha, cái đó mình bỏ qua, mình đang set trực tiếp này. Nhưng bây giờ mình muốn in ra, thấy chưa? Nhưng mà mình chạy thử nha. Đấy, như vậy thì chúng ta có chu vi diện tích của cái hình nhật này là bao nhiêu đây. Tuy nhiên bây giờ là người ta nói là dài cộng rộng có thể nhập từ bàn phím. Để nhập được từ bàn phím thì bạn sẽ phải dùng cái thư viện đó là scanner. Vậy cũng không có gì khó hết. Bây giờ trước mắt là chúng ta sẽ rào hai cái này lại nhé. Các bạn nhấn control nhấu sẹt và chúng ta sẽ khai báo. Các bạn gõ control khoảng trắng nhé để gợi ý. Sau đó bạn khai báo là một cái biến nào đó sc bằng new. Đấy là cái đằng trong này là system.in, mình nhập từ bàn phím mà system.in nha. Các bạn hoàn toàn có thể gần trung khoảng trắng để nó gợi ý cho mình chọn A nhé. Thế thì chúng ta có cái biến str rồi, thì mình sẽ nhập ra một cái câu chào mời bạn nhập chiều dài, lấy hc1 chấm set dài này, sẽ lấy cái sc này nhập từ bàn phím vào next double. Vì lúc này chúng ta cái chiều dài nó là double mà ha. Rồi chúng ta lấy một cái dòng nữa là mời bạn nhập rộng thôi. Ở đây bạn sẽ lấy hc1 set rộng tương tự ha, sc.nextdouble lấy từ bàn phím vào nhưng mà kiểu double, chú ý mình cái này nhé. Sau khi lấy xong rồi thì bạn chạy nhé. Vậy thì chúng ta thay thế hai cái hàm trên này bằng cái này là để lại nhập từ bàn phím vào nhá. Đây mời nhập chiều dài này, nhập 4 ha, chiều rộng 5 này, chu vi 18-24. Như vậy thì chúng ta còn một việc chưa làm, đó chính là cái xây phương thức toString.
Ở đây mình giải thích cho các bạn luôn cái two string nhé. Thì đối với mỗi cái class ở trong Java thì đều thừa kế là class gốc đó của Java, đó chính là object. Và trong cái class object đó thì nó đã có cái hàm toString rồi, viết sẵn một cái hàm toString. Cho nên bây giờ mình muốn in ra theo ý của mình ấy. Có nghĩa là khi chúng ta in như thế này nè, bạn nhìn nhá. Giả sử bây giờ chúng ta ở đây mình in ra, mình gọi cái đối tượng nó luôn, in ra là hình chữ nhật 1 này. Bạn nhìn chuyện gì xảy ra nhá. Tất nhiên là mình nhập cái đã. Rồi nó tính nhá. Thì đây là chính là cái phần mình in ra này, HC1 này, nó in ra cho mình một cái địa chỉ mặc định của cái toString nó viết như thế. Bây giờ mình muốn là khi mà mình in như thế này, ở đây nó phải hiện khác cơ. Thế thì mình phải quy định cho nó thôi. Mình sẽ gọi là override lại, viết lại ha. toString bạn gọi toSer này, nhấn control khoảng trắng ha. Các bạn nhấn ha, ở đây nó gợi ý như vậy, bạn nhấn enter thì nó sẽ ra như vậy. Nó sẽ trả về cái super toString, đó là cái hàm gốc trong lớp cha của cái lớp này, đó chính là lớp object á. Thì bây giờ mình muốn return gì thì mình return ra đây thôi. Mình return là dài cũng rộng đúng không? Chuỗi nha. Thì bây giờ mình sẽ chạy lại ha. Mình run lại, mình qua test nè, mình run lại, các bạn xem thử nhá, thấy không? Hình chữ nhật với chiều dài chiều rộng. Thì đây chính là mình đang định nghĩa lại một cái hàm toString. Nếu mình không định nghĩa thì chương trình mặc định lấy cái hàm của hệ thống. Còn nếu không thì mình phải định nghĩa lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại nha.